Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu tháng 11 năm 2020. Hiện tại trước màn ảnh nhỏ quý vị thì chúng tôi đang có lên mọc xong một chiếc kệ TV. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới. Mẫu kệ này tên là mẫu kệ Louis nhé. Và có kích thước là dài 2m4, sâu là 47 và cao là 67. Đây trước mặt quý vị là hình ảnh chiếc kệ này. Phần trên là đều phẳng hết, chúng ta có để thể TV rất là tiện, TV loa đài các thứ. Thì sản phẩm này sử dụng chất liệu là gỗ gõ đỏ và bao gồm có hai cánh, hai ngăn kéo. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc kệ đây. Về cái phần ván mặt kệ này quý vị này, ván mặt kệ là ván mặt là một tấm gỗ liền và dài suốt 2m4. Có khuôn tranh bao ngoài, còn phần là hai cánh làm cong, có đục chạm hoa hồng Louis. Đó. Phần chân này, chân bệ cong quý vị nhá, chân bệ cong và đục hoa hồng. Đó, chân bệ cong đục hoa hồng. Toàn bộ sản phẩm này là đang ở phần thô. Còn nguyên phần thô của gỗ. Đây. Quý vị này, những cái đầu cột này đục chạm rất là sắc nét này. Đây, phần cánh này. Hai phần cánh này bao gồm có hai cánh cong. Và cái kích thước của cái phần ngăn cánh này rất là rộng vậy nhá, nên để bày đồ rất là nhiều. Giữa thì có hai ngăn kéo. Rất đơn giản, tuy nhiên là cái không gian để trưng bày đồ bên trong rất là rộng. Do là chỉ có hai cánh thôi nên là cái không gian bên trong này rất là rộng và để rất nhiều đồ. Chân bệ đây. Kệ này theo mẫu cổ điển rất là đẹp, rất là đơn giản thôi nhưng mà kệ là tinh tế. Bên trên này thì phần diện tích không bị khống chế hai bên như là những chiếc kệ tivi cột nho, nên quý vị có thể để những chiếc tivi cực kỳ là lớn quý vị nhá, để những chiếc tivi cực kỳ là lớn mà không lo bị vướng hai bên. Dưới này ta có thể để âm ly, đầu đĩa này, hát karaoke này. Đây là hình ảnh chính diện của chiếc kệ đây. Thì quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi địa chỉ tại Quan Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 51086. Website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Gì đây? Con kệ rác đi ra. Ok mọi người. Mọi người nào quan tâm thì bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào mọi người.